Với số tiền này, bạn có thể hưởng thụ mọi thứ vui trên đời. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu số tiền ấy đột nhiên biến mất nhỉ? Tấm bọc vàng thật thoải mái quá đi à. Hôm nay là một buổi sáng bình thường của Melissa, nhưng dường như vẫn chưa đủ vàng nhỉ? Tốt hơn nhiều rồi nè. Cuộc đời đẹp quá đi à. Sao lại dám làm phiền mình sớm thế này chứ? Ồ không, đến giờ học bài rồi. Mình phát ngán luôn á. Nhưng bạn không thể làm gì cả đâu. Học bài đi nào. Nói tiếp đi thầy Lay ơi, em đang nghe đây. Đây là một ngày đi học của người giàu nè. Lớp học diễn ra ngay trong nhà bạn ấy luôn. Hình học là thứ nhàm chán nhất trên đời. Đủ rồi thầy Lay à, thầy cứ tiếp tục mà không có em nha. Khách hàng giàu có luôn được chào đón ở cửa hàng này. Tôi muốn thứ gì đó siêu đắt và siêu độc nha. Chỉ dành cho ngài Thomas thôi đó. Nhìn tất cả thứ xa xỉ này đi. Không đâu, Thomas đã có tất cả thứ này. Khi bạn giàu chẳng có gì làm bạn ngạc nhiên nữa. Cuộc sống thật tẻ nhạt mà. Cho tôi xem cái này đi. Anh chắc chứ, chỉ là một bức tranh lớn thôi mà. Thật là sáng tạo, đẹp quá đi mất. Đây là những gì mà Thomas còn thiếu. Anh thật hoàn hảo mà. Tôi mua cái này nha, ngay lập tức. Nhưng ngài Thomas à, bức tranh này không phải để bán. Người giàu không có khái niệm không đâu. Tiền giải quyết được mọi thứ. Chà, có vẻ như bức tranh đã được bán rồi. Nhưng không phải ai cũng có cả một vali tiền đâu. Một vài người kém may mắn hơn nhiều so với Candice. Chắc anh chàng đói lắm ha. Chúng ta phải giúp anh chàng này. Nhưng có một vấn đề, Candice không có bất kỳ tờ tiền lẻ nào. Tôi sẽ giúp anh sao nha. Nhưng rất dễ khắc phục luôn. Thêm một vài số 0 và mọi thứ nằm trong tầm tay rồi. Tốt hơn rồi nè. Của anh đây, tự thưởng cho mình đi. Cô thật là hào phóng, tử tế thật tốt mà. Này cô à, cô còn tiền lẻ không vậy? Các số 0 xuất hiện như thể phép thuật vậy á. Nhưng đối với Candice, đây không phải là vấn đề lớn. Cô nàng có tất cả tiền trên đời luôn. Wow. Ba mẹ luôn bận rộn như vậy. Nhưng Melissa đang có chuyện quan trọng. Ba mẹ ơi, nhìn xem ai ở đây nè. Là Bonnie nè. Và em ấy cần một ngôi nhà mới ngay lập tức. Có một bé cún trong nhà là việc lớn đó nha. Và đây chính là bất ngờ lớn. Hai người phải nghĩ về việc này thôi. Này, một bé cún không phải là ý kiến tồi đâu. Bonnie có thể ở lại, ba không phiền đâu mà. Chúng ta chỉ cần phải thuyết phục mẹ nữa thôi. Nhưng nuôi cún có nghĩa là sẽ có đầy lông, bụi bẩn và bừa bộn. Điều gì sẽ xảy ra với ngôi nhà giàu có của họ đây? Không, điều này không diễn ra đâu mà. Đủ rồi đó. Candice à, anh hứa sẽ không có gì lộn xộn đâu mà. Bé cún mới của chúng ta sẽ có một ngôi nhà mới. Chiếc chuồng cún phong cách sang trọng trông khá đẹp đó. Bonnie à, đây là nhà mới của em nè. Bữa tối thịnh soạn đã có sẵn trên bàn rồi. Tất cả các món ăn tuyệt vời. Đến lúc gọi gia đình giàu có rồi đây. Candice đến rồi. Cô ấy chỉ đi trên thảm đỏ mà thôi. Bà chủ ngồi đi ạ. À. Và Thomas đã trở lại bằng con đường cũ. Tôi phải nói với anh ấy bao nhiêu lần là không được đậu trực thăng trên nóc nhà. Melissa cũng luôn có cách vào ấn tượng đây. Ba mẹ ơi, con đến rồi nè. Melissa à, con lại làm bừa bộn lên rồi. Ăn ngon miệng nha. Gia đình giàu có cùng cách tinh tế như vậy đó. Và buổi tối hôm nay ngon quá đi. Các tin nhắn quan trọng luôn đến vào thời điểm tồi tệ nhất. Mình phá sản à? Không đời nào. Phá sản à? Tôi nghỉ việc đây, chúc vui vẻ nha. Hai mẹ con à, điều tồi tệ nhất từng xảy ra đây. Giờ thì chúng ta nghèo rồi. Ngất xỉu thôi. Gia đình giàu có mất đi mọi thứ rồi. Ngay cả tòa cung điện của họ nữa. Họ sẽ sống ở đâu bây giờ đây? Có lẽ là ở tầng hầm ấm cúng này. Sao ở đây có mùi hôi quá vậy? Thật kinh khủng mà. Và thậm chí cũng không có bất kỳ người làm nào. Candice bị dị ứng với sự nghèo khổ. Đừng sợ nha mọi người. Tin tốt là chúng ta có một chiếc giường nè. Mặc dù chúng ta sẽ phải thay phiên nhau ngủ. Ưu tiên phụ nữ nha. Mơ đẹp nha cả nhà. Nhưng buổi sáng sẽ không bao giờ tốt đẹp nữa. Chuột kìa. Một chú chuột thật sự. Cứu. Ai đó giúp chúng tôi với. Ôi trời ơi. Chuột à, ra khỏi đây ngay đi. Nhưng bên ngoài trời rất rất lạnh luôn. Hai mẹ con à, chúng ta phải quay trở lại thôi. Điều tốt là chú chuột đã bỏ đi rồi. Nghèo thì thật là khó khăn mà. Cuộc đời chẳng vui chút nào. Và cũng rất đói nữa. Thomas, nghĩ gì đó đi chứ. Con của chúng ta đói rồi. Nhưng có lẽ trong tầng hầm này có thứ gì đó ăn được đấy. Chẳng có gì cả. Trống trơn à. Nhưng
anh Thomas đã gặp May. Melissa, mì cho bữa tối nay nè. Không đâu, người giàu không ăn thứ này đâu mà. Đừng có hỏi nữa. Chúng ta làm gì với đứa con khó chịu này đây? Candice có ý tưởng này nè. Chỉ cần bày mì ra đĩa cho đẹp mắt thôi và ngụy trang như một món ngon lành. Mì Polonaise à. Cảm ơn ba mẹ. Ngon quá à. Giống như ở nhà hàng sang trọng vậy á. Ba ơi, ăn tự nhiên nha. Chà, nếu còn cứ. Thật sự rất ngon luôn á. Em yêu thử đi. Hóa ra đồ ăn nhà nghèo cũng không đến nỗi nào. Chúng ta sẽ có trái cây bìa cứng cho món tráng miệng hôm nay. Mẹ ơi, mẹ nghiêm túc đó hả? Nhưng người ăn xin không được lựa chọn. Candice nhớ cuộc sống giàu sang của mình rất nhiều. Không còn được đi spa nữa. Còn điều gì có thể tồi tệ hơn chứ? Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Chỉ có thẩm mỹ viện mới có thể giúp được thôi. Nhưng Melissa biết phải làm gì rồi. Ở đây nha mẹ, con sẽ quay lại ngay. Sao mẹ lại cần các sản phẩm làm đẹp đắt tiền khi mẹ có thể dùng bùn bình thường nhỉ? Làm như con làm nè mẹ. Bôi một ít ở dưới mắt và đợi nó phát huy tác dụng thôi. Nhưng Candice vẫn chưa sẵn sàng cho điều này. Được rồi, đây là mẹo vặt cuộc sống khác nè. Mặt nạ vô chuột bìa cứng. Để trên mí mắt trong vài phút nha. Và đừng quên massage nhẹ nhàng. Mọi người im lặng nha. Chào ba. Trông hỗn độn quá đi à. Ba nên quay lại sao? Đàn ông đúng là nhạy cảm quá mà. Bạn phải làm việc để kiếm tiền. Và Candice biết phải làm gì. Chúng ta phải bán tất cả đồ bằng bìa cứng ở tầng hầm này. Giá hời đây, đừng lướt qua nha. Thật tệ là chẳng ai quan tâm đến đồ thủ công cả. Ít nhất là nó bảo vệ chúng ta khỏi thời tiết xấu. Thomas cũng đang kiếm tiền đây. Có rất nhiều người tốt trên thế giới luôn. Để họ chia sẻ tiền với bạn nha. Thomas thậm chí còn có thể nhảy nữa. Cô không có tiền lẻ à? Đừng chạm vào tôi. Thật không may, kế hoạch kinh doanh thất bại rồi. Còn Melissa lại có cách kiếm tiền của riêng mình. Có ai muốn hôn không nè? Nào, đừng ngại nha. Có ai không? Nhưng vẫn chưa kết thúc đâu. Khách hàng đầu tiên đây rồi. Bạn phát nụ hôn à? Và tiền đã ở trong túi rồi đây. Đến giờ đi làm rồi. Tại sao mọi người lại xấu tính như vậy chứ? Bây giờ chúng ta không có cơ hội ăn tối rồi. Nhưng Melissa rất may mắn. Đây nè ba mẹ, và đừng hỏi câu nào nha. Chúng ta giàu rồi. Tối nay tổ chức tiệc nha. Con yêu, sao mà con làm được hay vậy? Con vừa tìm thấy nó. Con tuyệt vời quá à. Tầng hầm này cần được làm sạch sâu. Vậy thì làm đi nào. Sẽ không lâu nữa trước khi mọi thứ ở đây sạch bóng luôn. Nhưng chẳng thơm chút nào. Chào đã, không phải cái gối có mùi mà là Melissa. Mẹ ơi, con cần phải đi tắm. Ước gì con có bồn tắm nước nóng như chúng ta đã từng có vậy. Nước ấm và bọt xà bông. Melissa, con sắp có bồn tắm nước nóng nè. Nhìn đi, một cái chậu đầy bọt à. Rõ ràng nó không phải bồn tắm mà. Nhưng mình không có lựa chọn đâu. Không có nhiều chỗ và cũng không có bọt. Mẹ sắp có một bữa tiệc bọt ở đây nè. Bất cứ điều gì vì con gái mình. Khi đói, bạn không thể ngủ được đâu. Người nghèo lấy thức ăn ở đâu ra nhỉ? Bữa tối đến rồi đây. Không biết làm sao để nấu chuột ha. Mình không muốn dọa nó đâu mà. Hãy di chuyển nhẹ nhàng thôi. Giờ thì tấn công nào. Nhưng Thomas không phải là thợ săn giỏi. Dừng lại, My không thể chạy trốn khỏi ta đâu. Dù sao ta cũng sẽ ăn thịt My thôi. Và có những vị khách bất ngờ ở dưới tầng hầm nữa. Tôi xin lỗi nha. Tôi không cố ý đâu mà. Anh Thomas, có một tin nhắn quan trọng dành cho anh đây. Anh Thomas à, anh lại giàu rồi. Anh yêu à, có chuyện gì vậy? Chúng ta lại giàu rồi nè. Hoan hô. Bữa tiệc, đồ ăn ngon và tấm vàng muôn năm.